mua máy massage thông minh về để thư giãn, nhưng cả nhà được phen cười ra nước mắt bởi tính năng đi ngược lại lời chủ của nó. Hết nước chấm luôn. Xin chào. Em chào chủ nhân. Ok mở máy. Ok tắt máy. Ok mở máy. Ôi đừng bảo ok kiểu giống như đã xong rồi. Muốn thì bảo mở máy thôi. Cảm ơn. Cay tươi nhở. Em chào chủ nhân. Mở máy. Ok mở máy. Thế nó bảo ok mở máy. Không nhưng mà kiểu câu nói của mình tiếp, nói tiếp nhận ấy. Nếu mà ok rồi thường là sẵn đã xong rồi. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào chủ nhân. Ok tắt máy. Ok mở máy. Tắt máy. Tắt máy. Ok tắt máy. Tắt máy. Sao con tắt máy? Con cũng cười hả Bon. Ok tắt máy. Xin chào. Xin chào chủ nhân. Ok tắt máy. Ok tắt máy. Ok mở máy. Mở tắt máy. Ok mở máy. Ương đấy à? Mở tắt. Hồng mẹ ơi. Ok tắt máy. Ok. Tắt máy. Ok tắt máy. 괜찮아? 괜찮아요? No, 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 no. Xin chào. Xin chào. Ok, tắt máy. Ok, tắt máy. Hả? Tắt máy. Tắt máy. Thôi bọn anh nhanh con kìm. Bọn anh nhanh con kìm. Đi ngủ đi cho nó ngủ. Đi ngủ đây. Chị đâu? Bấm nồi. Nhưng mà nó vẫn...